Kính chào tất cả quý vị đại biểu đến tham dự Hội nghị Khoa học Thường niên Hội hô Hấp Việt Nam 2021. Hôm nay tôi rất là vinh dự được trình bày với quý vị một đề tài rất là cũ nhưng mà tôi hy vọng là nó cũng sẽ đem lại những cái là củng cố kiến thức cho quý vị tức là cái vai trò phối hợp thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn trong vấn đề điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tôi có một cái thách thức lâm sàng như thế này. Tức là có bệnh nhân nam 65 tuổi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có bệnh nền là tim mạch. Ông này bị thiếu máu cơ tim và tăng huyết áp. Ông này ông nhập viện vì đợt cấp và ông này đang khó thở. Khi mà chúng tôi khám thì thấy là phổi ranh rít ranh ngáy hai bên, hai bên phía trường thế này. Thì lúc bây giờ các bác sĩ của chúng tôi cho phun cái dung ba lần bằng lin 5 mg. Phun xong rồi thì bệnh nhân khó thở thì giảm chưa có rõ, nhưng mà lúc này thì thấy nhịp tim bắt đầu bịch 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 đập nhanh hơn rồi cái cơ bắt đầu hơi run run rồi thì rõ ràng mình có thể thấy được trên cái bệnh nhân này nó đã xuất hiện cái tác dụng phụ của thuốc giãn phế quản nhưng mà tác dụng chính lại chưa có rõ ràng tôi tự hỏi làm thế nào mà mình có thể tăng được cái tác dụng chính và giảm đi cái tác dụng phụ của thuốc giãn phế quản bây giờ đó chính là thách thức của tôi và có lẽ cũng là thách thức của quý một số quý vị đồng nghiệp ở đây Chúng ta xem thử rằng Vậy thuốc kích thích beta 2 giao cảm đây giãn kế quản bằng cơ chế nào Thì thưa quý vị ở đây thì chúng ta thấy được rằng là Khi chúng ta dùng thuốc kích thích beta 2 giao cảm Ở đây thì có hiện tượng chuyển ATP Thành AMP vòng Và chính AMP vòng này Nó sẽ làm tăng cái hiện tượng là giãn phế quản lên Cái đó thì điều Thì tất cả ai cũng biết rồi Nhưng mà đôi khi Thì dùng kích thích beta 2 giao cảm Lại không mang được tác dụng chính Nó có những lý do gì thì thực ra có 3 lý do sau đây. Lý do thứ nhất là ở vùng đó nó có một hiện tượng viêm kết hợp. Viêm do nhiễm trùng, viêm do quá trình mà à, viêm mà bệnh nhân có một nguyên nhân khác, nhiễm trùng mà không nhiễm trùng làm cho tác dụng của beta 2 giao cảm chưa đạt được. Hoặc là do mình dùng kích thích beta 2 giao cảm quá mức, nó cũng không có hiệu quả và hoặc là có một lý do nào đó nó kích thích đối giao cảm quá nhiều. Chúng ta đi sâu hơn để tìm vì cơ chế của nó như thế nào. Thì thưa quý vị, nếu như ở trong cái mô phổi của mình lúc đó đang bị viêm vì nhiễm trùng nhiều quá Bởi vì viêm không do nhiễm trùng Thì lúc bây giờ nó khoảng hóa chất trung gian gây viêm Ví dụ như là interleukin 1 beta này nó sẽ tăng lên Và khi interleukin 1 beta này nó tăng lên thì nó làm G, r GRK2 này nè Nó sẽ kích hoạt cái GRK2 Và khi nó kích hoạt cái r GRK2 này thì nó sẽ làm phosphorin hóa cái thủ thể beta 2 giao cảm Khi mà thụ thể beta 2 giao cảm mà bị phosphorin hóa lên thế này thì không tài nào kích hoạt ATP thành AMP vòng được và như vậy hiệu quả giảm với quản sẽ bị giảm đi. Vì vậy trong những bối cảnh đó, ngoài cái việc điều trị giảm với quản chúng ta phải điều trị kháng viêm bằng kháng sinh hoặc corticoid kết hợp thì chúng ta mới có thể giảm được cái hiện tượng mà trơ như vậy. Ở trong cái trường hợp mà chúng ta kích thích quá mức cái thụ thể beta 2 giao cảm đó quý vị thì nó cũng đến một cái hiện tượng á là nó trơ một cách tương đối với thụ thể beta 2 giao cảm bằng hiện tượng là bị giảm cái số lượng thụ thể beta 2 giao cảm có mặt ở trên cái này. Ví dụ cha kích thích đối giao cảm quá nhiều thì ở đây thì sẽ hiện tượng kích thích đối giao cảm á nó sẽ làm forin hóa cái thụ thể beta 2 giao cảm và như vậy là không có được mạnh. Vậy là kích thích đối giao cảm quá mức thì cũng sẽ làm cho cái thụ thể beta 2 giao cảm không đáp ứng còn một tình trạng nữa là khi chúng ta dùng thuốc giảm với quản, kích thích beta 2 giao cảm quá nhiều trên một bệnh nhân thì sẽ có hiện tượng trơ tương đối của thụ thể beta 2 giao cảm với cái cơ chế như đã được trình bày ở đây với sự kích hoạt của beta arrestin làm cho cái thụ thể beta 2 giao cảm này bị phosphorin hóa và không có kích hoạt được protein G nữa. Như vậy chúng ta đã đi được ba cái cơ chế là làm sao cái thụ thể beta 2 giao cảm nó không có trơ rồi. Một là nếu chúng ta kích thích beta 2 giao cảm, tích tích đi tích lại bằng mantolin chẳng hạn thì nó sẽ bị trơ ra, hoặc là có một yếu tố kích thích đối giao cảm mạnh quá thì nó sẽ trơ ra và có hiện tượng viêm nó cũng trơ ra. Đấy. Beta 2 giao cảm gây ra tác dụng phụ bằng cách gì? Bởi vì trong cơ thể mình không phải chỉ có một mình phổi mới có thụ thể beta 2 đâu các anh chị. Có những cái nơi khác đi tim nó cũng có thụ thể beta, nó có thể là beta 1 nhiều hơn, hoặc là trên những mô mỡ nó sẽ có thụ thể beta 3 nhiều hơn. Nếu chúng ta dùng liều kích thích beta 2 giao cảm phù hợp nhỏ thôi thì nó kích thích chọn lọc với thụ thể ở phổi thì lúc giảm với quản nhưng mà cái liều beta 2 giao cảm chúng ta dùng nhiều quá thì cái sự chọn lọc với phổi, mô phổi nó không còn nhiều nữa lúc bây giờ nó sẽ tác dụng lên tim làm tim nhanh hơn Lúc bây giờ nó sẽ tác dụng lên cơ Làm có hiện tượng bị rung cơ Nó sẽ tác dụng vô hồng cầu Làm cho những kali đi vào trong để bà Gây ra những cái tác dụng phụ Cụ thể đây là cơ chế beta 2 gây rung cơ này Rung cơ thì là tác dụng phụ hay gặp nhất Nó sẽ liên quan đến liều lượng Nếu tôi lượng liều thấp thì không sao Dùng liều cao nó sẽ bị và chúng tôi sẽ gặp đường hít thì ít hơn dùng đường uống hay đường tim nhưng mà nếu đường đường hít ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân của tôi mà tôi dùng kích thích beta 2 do cảm liên tục liên tục liên tục như vậy thì bệnh nhân cũng sẽ có run cơ những bệnh nhân cao tuổi bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì dễ bị chuyện này cơ chế của nó là nó kích thích lên thụ thể beta 2 ở trên cơ vân làm cho cơ vân nó sẽ bị rung lên nếu chúng ta dùng liều cao và kéo dài còn ở trên tim thì sao thì nó gây đánh trong ngực và nhịp tim nhanh nó cũng liên quan liều lượng nữa À, thì ban đầu thì nhịp tim nhanh phản xạ do giãn mạch ở ngoại biên Nhưng mà sau đó nó kích thích trực tiếp thụ thể beta 2 ở nhĩ Thì lúc bây giờ là nó sẽ làm tăng nhịp tim lên Và khi mà liều cao hơn nữa thì nó sẽ kích thích luôn cái thụ thể beta 1 ở tim Như vậy tim thì vừa có thụ thể beta 2 ở nhĩ và thụ thể beta 1 ở trong những cái tâm thất này Và khi chúng ta dùng liều cao kích thích beta 2 giao cảm thì chúng ta sẽ gây ra nhịp tim nhanh cho bệnh nhân nó có thể gây hạ kali máu nữa là tác dụng phụ rất là nguy hiểm nó gây rây rối loạn nhịp tim nếu mà trên bệnh nhân này đã có giảm oxy máu sẵn rồi thì chúng ta thấy là kích thích thụ thể beta 2 giao cảm nó sẽ làm kali đi vào trong tế bào cơ vân và đồng thời kích thích beta 2 giao cảm thì nó cũng kích thích cái tuyến tùy tạng của mình tiết ra rất là nhiều insulin và khi tiết insulin như vậy ấy, thì nó làm cho cái đường nó đi vô trong tế bào mà đường đi vô trong tế bào thì nó sẽ kéo thêm kali vô trong tế bào làm cái nồng độ kali trong máu nó bị giảm những đề tài nghiên cứu vừa đây mà chúng tôi có hướng dẫn các em nội trú làm thì đều thấy có hiện tượng mà kali nó bị giảm nếu như chúng ta trong được cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mang tính và một trong cái yếu tố đó là chúng ta sử dụng thuốc kích thích beta 2 giao cảm quá nhiều cái beta 2 giao cảm nó có làm thay đổi chuyển hóa nữa nó cũng liên quan liều lượng khi chúng ta dùng đường tiền thân làm tăng insulin làm tăng axit béo tự do tăng đường huyết tăng pyruvate tăng lactate và cơ chế cũng là kích thích thụ thể beta 3 ở trong mô cơ ở trong những cái mô mỡ rất là nhiều thì nó gây ra cái chuyện như vậy kích thích beta 2 giao cảm quá mức còn gây giảm oxy máu nữa đây là chuyện rất là đặc biệt tại vì khi bệnh nhân đi vào có co thắt phế quản có giảm oxy thì chúng ta nghĩ rằng là kích thích beta 2 làm tăng oxy lên nhưng mà thực ra là nó sẽ gây giảm oxy máu cái cơ chế của nó là khi nó dùng vô thì nó là giãn các mạch phổi mạch phổi trước đó thì khi chúng ta có hiện tượng co thắt phế quản thì phản xạ ở cơ thể là nó co mạch phổi lại để nó đảm bảo cái cân bằng của V trên Q. Như bây giờ chúng ta dùng kích thích beta 2 giao cảm vào thì cái mạch phổi nó sẽ bị giãn ra và khi mạch phổi nó giãn ra như vậy thì nó làm gây bất xứng V trên Q như thế này thì nó sẽ gây tình đường giảm PaCO2, PaO2. Nhưng mà cũng may mắn là nó chỉ giảm khoảng độ 5 mm thôi. Nhưng mà trong những trường hợp CBD nặng, những trường hợp bệnh nhân đã vốn sẵn, giảm sẵn PaCO2 rồi thì việc dùng kích thích beta 2 giao cảm quá mức này nó có thể làm PaCO2 giảm nhiều hơn và nguy hiểm cho người bệnh nhân. Cho nên người ta nói rằng trong những bối cảnh đó thì chúng ta phải ngừa bằng vừa dùng kích thích beta 2 giao cảm vừa dùng thở oxy đi theo thì chúng ta ngăn được cái hiện tượng giảm PaCO2 do kích thích beta 2 giao cảm. Như vậy chúng ta vừa thấy là nếu bệnh nhân đi vào đây có sự co thắt với quản rất là nhiều, chúng ta dùng kích thích beta 2 giao cảm thì nó lại không những chưa có giãn được phế quản bởi vì dùng nhiều quá thì làm trơ các thụ thể beta 2 giao cảm đi, đồng thời nó lại kích thích các thụ thể khác làm xuất hiện những tác dụng phụ. Vậy thì giải pháp thay thế là cái gì? Thì ở đây người ta đặt một câu hỏi, liệu rằng cái sa ba phối hợp với nhau nó có thể là ứng cử viên thay thế không? Có phải đúng cái câu là hai đánh một, không chột cũng què hay không? thì chúng ta sẽ đi vô cơ chế thì thực ra ở đây là có một cái cơ chế phối hợp đồng vận giữa kích thích beta 2 giao cảm và ức chế cholinergic trong khi đó ở trong đó trên sơ đồ này biểu hiện rất là rõ là khi chúng tôi kích thích beta 2 giao cảm thì không những làm tăng hoạt động giảm phế quản mà nó còn kích ứng cả cái thủ thể M3 và ngược lại khi chúng ta ức chế thủ thể M3 thì chúng ta sẽ giải phóng được thủ thể beta 2 giao cảm thì đó là cái sự kết hợp đồng vận giữa cái beta 2 giao cảm và M3 cái sự cái, cái tác dụng đồng vận giữa cái tích beta 2 giao cảm và ức chế cholinergic nó còn thể hiện bởi sự phân bố những thụ thể của muscarinic và thụ thể beta 2 giao cảm nữa. Quý vị có thể thấy được là những thụ thể beta 2 giao cảm nó đóng ở những cái đường hô, đường dẫn thở ngoại vi nhiều hơn, trong khi đó những thụ thể muscarinic nó đóng ở trong đường thở trung tâm nhiều hơn. Khi mà sự phối hợp đồng thời của cái tích beta 2 giao cảm và ức chế cholinergic Đó làm cho cái hiện tượng giảm với quả được phân phối rất là đều cả những đường thở nhỏ lẫn những đường thở ở trung tâm nhiều hơn và vì vậy hiệu quả mà giãn phế quản nó mạnh hơn. Điều đó đã được khẳng định rất là rõ. Người ta thấy rằng cái hiệu quả của thuốc giãn phế quản kép và so với thuốc giãn phế quản đơn trong CBD ngoài đợt cấp. Thì ở đây người ta so sánh một bên là người ta dùng indacaterol là 300mg và một liều khác người ta dùng indacaterol 600mg. Thì quý vị thấy rằng khi chúng tôi dùng gấp đôi cái liều kích thích beta 2 giao cảm thì cái việc giãn phế quản cũng không tăng được bởi thể hiện bởi FOV1 vẫn y như vậy. Bây giờ chúng tôi làm lại Tôi lại dùng indacaterone nhưng mà cái liều là ba, liều thấp thôi chứ không phải là dùng 600mg Chúng tôi kết hợp với glycopyronate tức là một thuốc anticholinergic thì cái sự cải thiện của cái FOV1 nó cải thiện trên 300ml và lớn hơn nhiều Như vậy là tôi nói rằng là gì? Khi mà tôi muốn tăng cái hiệu quả giãn phế quản của một thuốc, thuốc kích thích beta 2 giao cảm thì không phải là giải pháp là tăng liều của kích thích beta 2 giao cảm mà sẽ là phối hợp thuốc kích thích beta 2 giao cảm với một thuốc anticholinergic nữa thì đó là một cái điều mà nó diễn dịch rất là rõ từ trong lý thuyết đến trong thử nghiệm và ở đây là đối với đó là hồi nãy là giãn phế quản tác dụng kéo dài còn đây là giãn phế quản kép để tí giãn phế quản kép mà à, ở trong cái CBD ngoài đợt cấp với cái loại thuốc khác thì sao hồi nãy chúng ta vừa có cái thuốc indacaterol và clicopiconium bây giờ chúng ta có sự phối hợp của tiotropium và olodaterol thì sao thì cái điều tương tự cũng xảy ra nếu một mình olodaterol hoặc tiotropium thì giãn phế quản khiêm tốn mà thôi nhưng khi chúng ta phối hợp cả hai thứ cùng với nhau lại thì giãn phế quản tăng lên rất là nhiều so với từng loại thuốc đơn giản và trong đợt cấp khi chúng ta dùng cái loại mà phenoterol kết hợp với ipatropium bromide tức là một cái kích thích beta 2 giao cảm và một anticholinergic thì cái sự cải thiện về cái chỉ số của FBV1 nó hơn hẳn là chúng ta chỉ dùng salbutamol một cách đơn thuần và điều này là rất là rõ ràng rồi. Một điều nữa khi ta nhìn kỹ lại xem, khi ta dùng thuốc kích thích beta 2 giao cảm và anticholinergic làm cùng với nhau Thì có điều gì đã xảy ra Ở đây quý vị thấy cái, cái bên này là chúng ta dùng Cái thuốc Vantolin Thì chúng ta thấy cái hàm lượng của nó là 5mcg 2,5ml Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào đây là cái CombiVan Là sự kết hợp của Anticholinergic Và cái à, thuốc Sanbotamol Thì cái liều Sanbotamol trong này chỉ có 3mg mà tức là cái liều cái thuốc kích thích beta 2 giao cảm khi mà chúng ta đã kết hợp rồi thì nó bằng đâu đó nửa cái liều của à cô của, anti của cái kích thích beta 2 giao cảm khi chúng tôi dùng đơn độc như vậy khi chúng tôi phùng phối hợp thì cái liều lượng tôi đã được giảm đi nhưng mà không vì cái chuyện giảm liều lượng nó đi mà hiệu quả giảm hay quản kém hơn thì như chúng tôi đã chứng minh hồi nãy khi kết hợp lại thì hiệu quả nó tốt hơn là cái sambutomol đơn thuần như vậy thì điều đó đã được đưa vào trong cái khuyến cáo thì trong khuyến cáo của Gold về điều trị đợt cấp của CBD thì so với tăng liều một thuốc giãn phế quản thì kết hợp thuốc giãn phế quản có hai cơ chế tác dụng khác nhau sẽ tăng được hiệu quả giãn phế quản giảm được tác dụng phụ tôi xin nhấn mạnh yếu tố giảm tác dụng phụ bởi vì lúc bây giờ cái liều kích thích beta 2 giao cảm chúng ta đã dùng giảm đi rồi và chúng ta biết được rằng cái tác dụng phụ là do sử dụng thuốc kích thích beta 2 giao cảm liều cao nó làm mất cái tính chọn lọc trên thụ thể beta 2 giao cảm và nó tác dụng nó các các cái cơ quan khác kết hợp sa ba sa ma thì sẽ tốt hơn từng thành phần trên việc cải thiện chức năng phổi và cải thiện triệu chứng hô hấp về ho và khó thở điều trị đa cấp thì những cái thuốc thường được quyết định thì chúng ta dùng thuốc tác dụng ngắn beta 2 giao cảm cộng anticholinergic là thuốc chỉ định đầu tay lúc đó chúng ta sẽ dùng corticoid vào toàn thân tại sao phải có corticoid toàn thân này là bởi vì lúc bây giờ chúng ta nếu mà có hiện tượng viêm ở trong phổi nữa thì hiện tượng viêm sẽ làm giảm đáp ứng với kích thích beta 2 giao cảm cho nên chúng ta dùng dùng kháng sinh cũng cùng một cơ chế như vậy làm giảm hiện tượng viêm thì chúng ta sẽ tốt hơn như vậy tóm tắt về beta 2 đơn thuần thì tác dụng thông qua AMP à, vòng qua trong tế bào cơ trơn tác dụng giảm khi là có yếu tố viêm làm ức chế à, cái đáp ứng thụ thể beta 2 có yếu tố kích thích đồng thời vì đối giao cảm dùng liều cao kéo dài làm trơ thụ thể beta 2 tác dụng phụ khi dùng liều cao kéo dài nó sẽ làm rung cơ nhịp tim nhanh hạ kali hạ PaO2 và rối loạn trong vấn đề chuyển hóa. Khi chúng ta kết hợp beta 2 giao cảm và anticholinergic thì nó tác dụng qua cơ chế là tăng AMP vòng của kích thích beta 2 giao cảm và giảm canxi nội bào của anticholinergic thì tác dụng thông qua cơ chế tương tác đồng vận của hai thuốc bên trong tế bào và tại các vị trí cụ thể. Nó giúp cho chúng ta có được hiệu quả giảm vết quản tăng với cái liều beta 2 giao cảm thấp hơn, từ đó giảm được tác dụng phụ tôi xin kết luận cái bài trình bày của mình bởi ba ý sau đây ý thứ nhất là đặc tính phân bố và cơ chế tác dụng của thuốc giảm phế quản trên thụ thể beta 2 giao cảm và thụ thể miscarinic. đó là cái cơ sở cho sự phối hợp của saba sama phối hợp saba sama thì giúp cải thiện được chức năng phổi chiều chứng lâm sàng giảm nhập viện cho đợt cấp tốt hơn là saba đơn độc hiệu quả rõ ràng hơn khi đợt cấp càng nặng hơn và tác dụng ít hơn với là so với việc là tăng cái liều saba đơn độc và saba sama là ưu tiên trong chỉ định cho đợt cấp trung bình và nặng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị và đồng nghiệp